Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại hôm nay mình có một số các cái con HMI của Siemens. Thì hôm trước mình có một cái bài review về các TP 400 Basic của Siemens rồi. Hôm nay mình có một con 9 inch ở đây, mình sẽ review tiếp cho các bạn xem. Đây là con 4 inch đây. 4 inch thì nhìn nó rất là nhỏ. Hiện tại thì con 4 inch này có giá khoảng dao động từ 5 đến 6 triệu. Dòng 4 inch thì rất là ít dùng vì nó nhỏ. Ở đây mình có hai con để phục vụ cho việc đào tạo. Hai con 4 inch này. Còn đây là con 9 inch mình mới lấy. Con 9 inch này thì sắp tới sẽ có dự án và mình sẽ ứng dụng vào hệ thống đấy để giám sát và điều khiển. Đây là cái hộp thôi. Còn màn hình thì mình xách ra ngoài rồi. Hộp thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng này. Một cái đĩa. Ở đây thì sẽ có shop và các cái chứng chỉ phần mềm và một hộp phụ kiện. Phụ kiện con này thì hơi nhiều, người ta cho những đôi 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái gài này để bắt xung quanh của màn hình, sẽ bắt vào các cái vị trí này đây để mình gắn lên cái panel thì sẽ bắt cái thanh đấy. Đầu tiên thì mình sẽ rút nguồn đã. Đây. Đây, màn hình 9 inch, tỷ lệ 16:9. Còn 4 inch của nó thì tỷ lệ là 43. Cảm giác cầm rất là nặng tay. Con này cỡ khoảng hơn 3 cân. Nặng ngang với một con laptop này. Nặng hơn con laptop. Thì tổng quan mình thấy là theo như mình thấy ấy, thì HMI của Siemens thì so với các hãng khác thì thiết kế rất là đẹp. Kể cả là vỏ nó bằng nhựa nhưng rất là cứng cáp và màu đẹp. Đấy, đây là mặt trước. Có cái tấm này để dán chống xước thôi. Cái này sau khi đưa xuống nhà máy thì mình cũng sẽ bỏ nó ra thôi. Giới thiệu về mặt trước. Con này có mã là KTP 900. Kích thước là 9 inch. Và tích hợp cả các cái phím chức năng ở đây. Phím function từ F1 đến F8. Còn mặt sau thì sẽ có cái tem đây, có cả mã barcode đây. Các bạn quét mã này thì sẽ dẫn đến một cái đường link của Siemens và mình có thể vào đấy tải tài liệu về các cái thông số này, bản vẽ kép sơ đồ đấu nối rồi các kiểu. Đây là mã này, đây là địa chỉ mác này. Màn hình này được sản xuất ở Trung Quốc. Đây.
bạn nếu có thể nhìn được linh kiện ở bên trong này, nhìn rất là chất chơi luôn, đồ xi men lúc nào cũng chất. Thì mình giới thiệu qua về các cổng kết nối. Ở đây là rắc nguồn DC 24V. Đây là cổng USB. Cổng này mình có thể cắm chuột vào và mình click như là trên máy tính luôn. Đây là cổng mạng LAN. Cổng Profinet. Cổng này thì cho phép mình kết nối với TLC hoặc là kết nối máy tính thông qua giao thức truyền thông của thông qua mạng Ethernet. Đấy, căn bản thì nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Đây là màn hình khởi động đây. Địa chỉ MAC này. Thông tin về board. Đây, này thì mình đã kết nối chương trình rồi. Giờ thì mình sẽ view qua, sẽ có 3 mục. Mục transfer. Cái mục này vào đây ấy, mình sẽ vào đây để đợi kết nối để chuyển đổi dữ liệu giữa máy tính và HMI thôi. Cái thứ hai là phần start. Khi mình chọn start này thì nó sẽ start runtime, nó sẽ chạy cái chương trình mình lên. Ở đây nó đang báo lỗi, báo lỗi lost connect. Do là mình chưa có kết nối giữa TLC và HMI, mình sẽ cắm kết nối đây, cắm cam đây. TLC nó sẽ có báo đường link ở đây. Đây là dây kết nối. Ở đây mình sẽ có một sẵn một cái chương trình rồi. Chương trình kết nối để điều khiển động cơ thông qua TLC và biến tần dùng analog. Mình nhấn start đây. Động cơ sẽ quay. Tốc độ là 33 Hz. Đây. Giờ mình sẽ đạt tốc độ. Là TLC S71200 CPU 1215, tích hợp cả input và output analog. Giờ mình sẽ view qua cái phần
cài đặt đây. Phần cài đặt thì sẽ có cái mục system. Đây mình sẽ có cài đặt thời gian, cài đặt tiếng, xem là thông tin hệ thống. Cái thứ hai là phần transfer. Đây. Đây mình sẽ cắm con chuột vào. Đây các bạn thấy con chuột không? Đấy, đây là con chuột này. Đấy. Ví dụ như mình có thể vào phần Network Interface này. Ở đây mình sẽ cài được IP này. Cài địa chỉ IP cho HMI này. Phần internet setting. Thì cái này yêu cầu phải có smart server. Hoặc là mình có thể vào phần talk này. Và ở đây thì mình sẽ có thể clip được màn hình. Ví dụ như là các bạn dùng một thời gian sau thì cảm ứng nó bị lệch hoặc là cảm ứng nó không chuẩn nữa, các bạn có thể vào đây kéo clip lại để cho nó chuẩn. Phần display này, ở đây thì có cho phép mình xoay màn hình này. Đấy. Khi mà xoay lên thì sẽ như này. Đây là điều chỉnh độ sáng màn hình. Tùy vào môi trường mình sẽ chỉnh. Ví dụ dưới nhà máy trong điều kiện môi trường tối quá thì mình sẽ tùy chỉnh tùy theo cái mắt của người sử dụng. Màn hình basic cho nên là các cái thông số của nó cũng không có nhiều. Đấy, thì mình sẽ review qua thôi. Sau khi đổ chương trình xong thì mình sẽ nhấn start này. Đấy, nó sẽ vào nó kiểm tra kết nối. Kiểm tra kết nối. Nếu mà ok thì mình sẽ không báo lỗi lên. Màn hình này thì hiện đang có giá dao động khoảng 17 đến 18 triệu tùy vào các cái đại lý. Chạy 1 Hz luôn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bạn nào có thắc mắc gì cần giải đáp hoặc là có gì cần tìm hiểu về HMI KTP 900 Basic của Siemens thì có thể comment xuống bên dưới. Mình sẽ giải đáp cho các bạn.